Ra và vào mắt tôi chính là một người đàn ông mặt mày bầm tím, cái tay phải bị nhẹ đinh, hắn đang ngồi trên ghế không thể cử động, xem ra bị thương khá nặng. Nhìn thấy chúng tôi, hắn nở một nụ cười méo xẹo. Thập nhị công nhân thứ lỗi không thể đứng dậy tiếp đón được, mà ngồi thân thiện nói